Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gamefinity. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dạng về NFT game ở bên hệ sinh thái của Aptos. Thì mình thấy đây là một cái dạng hiện tại là có thể đứng đầu ở bên hệ sinh thái Aptos rồi. Và họ đang có một cái đợt Play to Drop với tổng giải thưởng lên tới 130.000 đô. Các bạn có thể tham gia vào chơi kiếm tiền và các bạn không cần phải bỏ bất cứ một đồng vốn nào cả. Như ở trên màn hình của mình mà các bạn đang thấy đó chính là giao diện của cái dạng Elegant. Ở trên đây sẽ tập hợp rất là nhiều những cái dạng về game NFT và các bạn có thể tham gia vào bất kỳ một cái tựa game nào mà các bạn yêu thích, các bạn cảm thấy vui nhộn, các bạn muốn chơi nó mỗi ngày. Và thông qua những cái lần chơi đó các bạn sẽ kiếm được những cái phần thưởng, thì nó có thể là những cái đồng Aptos hoặc là những cái token của cái dạng Elegant này. Và một cái điểm rất là thú vị ở cái dạng Elegant này đó chính là tất cả mọi người chúng ta sẽ không cần phải connect với là những cái ví tiền tử phức tạp như trước đây, mà thay vì đó các bạn chỉ cần connect với lại cái địa chỉ email của bạn là các bạn đã có thể vào chơi và kiếm được tiền rồi. Thì đây là cái tính năng Killer Wallet mà đội ngũ của Elegant kết hợp với là Aptos đã tạo ra, giúp cho những cái người chơi game truyền thống có thể dịch chuyển sang ở đây chơi một cách dễ dàng và không cần phải biết quá nhiều về tiền tử. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách thức để mà chúng ta đăng ký tài khoản ở trên Elegant, và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để mà chúng ta kiếm tiền và tối ưu làm sao các bạn có thể kiếm được nhiều những cái đồng token ở trên Elegant nhất có thể. Và ở đây nếu như các bạn chưa có tài khoản ở trên Elegant thì các bạn có thể bấm qua cái đường link giới thiệu của mình để bên dưới phần mô tả video. Thì khi mà các bạn đã bấm vào cái đường link này rồi, các bạn sẽ thấy được một cái giao diện như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái tài khoản Google chúng ta để mà chúng ta tạo một cái tài khoản ở trên Elegant. Ở bước này thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút màu xanh này để mà chúng ta tiếp tục tạo tài khoản. Sau khi mà các bạn đã tạo tài khoản xong rồi, các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái giao diện như thế này. Và chúng ta sẽ để ý hơn một chút, đó chính là nó sẽ có một cái phần nó tự động đếm cho các bạn từ khi mà các bạn mới tạo tài khoản luôn. Thì đây là cái phần Premium Agent. Nó được xem như là một cái tiền tệ trong game và chúng ta sẽ dùng nó để chi trả cho những cái hoạt động khi mà các bạn muốn kiếm được nhiều phần thưởng hơn. Ví dụ như là một số tựa game như đây, nó sẽ có những cái phần thưởng nhiều hơn là cái đồng Aptos hoặc là cái token Agent. Thì các bạn có thể là dùng cái phần Premium Agent này để mà các bạn trả cho những cái lần các bạn chơi đó ha. Và ngoài ra nó sẽ có thể chuyển đổi thành cái token Agent sau này nữa, tức là nó có thể hoàn toàn chuyển đổi thành token chính của dạng game và các bạn có thể là rút về các bạn bán để lấy tiền luôn. Và để mà các bạn có thể có được nhiều cái phần Premium Agent thì chúng ta sẽ cần phải nhấn vào đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách để chúng ta có thể là có được nhiều cái phần Premium Agent này. Và cái cách đầu tiên để các bạn có thể tăng được cái tốc độ đào của cái đồng Premium Agent đó chính là chúng ta sẽ tham gia vào chơi càng nhiều những cái dạng game ở trên hệ sinh thái của Agent càng nhiều càng tốt. Và cái thứ hai đó chính là cái phần Proof of Spend, tức là các bạn sẽ dùng cái đồng Premium Agent này các bạn tham gia vào những cái tựa game, các bạn chi trả cho những cái tựa game đó thì nó sẽ tăng cái phần này cho các bạn. Và cái thứ ba đó chính là chúng ta sẽ dùng cái tính năng là top up này, tức là chúng ta sẽ bỏ một cái lượng Aptos, chúng ta sẽ làm phí để mà chúng ta tăng cái tốc độ đào lên ha. Và hiện tại trong cái tài khoản của mình thì mình vừa gửi qua 0.1 cái đồng Aptos, thì bây giờ mình có thể là dùng cái tính năng top up này để mình tăng cái tốc độ đào của cái đồng Premium Agent. Thì ở đây nếu như các bạn muốn tăng thì các bạn sẽ nhấn chuột trái mà chúng ta sẽ giữ 3 giây ha. Và ở đây thì các bạn thấy được là cái tốc độ đào của cái đồng Premium Agent của mình nó đã tăng lên một chút rồi. Thì nếu như các bạn muốn tăng nhiều hơn, các bạn sẽ dùng nhiều cái phần Aptos để mà các bạn trả cho cái này. Ở dưới đây là một số những cái quest thì các bạn có thể làm thì nó cũng sẽ tăng cho các bạn ha. Thì những cái quest này á, nó nằm ở trong cái phần là Proof of Play rồi, tức là chúng ta chơi game nhiều, chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ nhiều thì nó sẽ tính cho chúng ta thêm những phần này ha. Và cái cách cuối cùng để các bạn có thể tăng được cái tốc độ đào của cái đồng Premium Agent này đó chính là chúng ta sẽ cần phải có một số những cái phần gift code. Thì những cái này dự án Elegant sẽ phát trong một số những cái sự kiện đặc biệt. Và ở đây các bạn có thể là connect với lại những cái phần như Telegram hoặc là tài khoản Discord của bạn để các bạn có cơ hội nhận được cái phần gift code ha. Rồi hiện tại là hôm nay một số những cái gift code của Elegant thì mọi người đã dùng gần hết rồi. Thì ở những cái event sau các bạn có thể là follow cái channel của mình hoặc là follow tài khoản X của Elegant á, thì họ sẽ phát những cái gift code thì các bạn có thể là nhanh tay nhập vào. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở về cái phần mình hướng dẫn cho các bạn chơi những cái tựa game ở trên Elegant và làm sao để mà chúng ta có thể kiếm được những cái phần thưởng trong cái quá trình mà chúng ta chơi game ha. Mình sẽ quay trở về cái phần Game Store để mà chúng ta lựa chọn những cái tựa game ở trên Elegant và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi cái tựa game Fishing Paradise. Thì đây là cái tựa game mình thấy là mọi người chơi ở trên đây rất là nhiều.
Còn những cái tựa game khác thì các bạn có thể là tự khám phá, tìm ra những cái tựa game nào mà các bạn yêu thích, các bạn muốn chơi thêm. Rồi bây giờ để mà chơi được cái tựa game Fishing Paradise này thì chúng ta sẽ click chuột vào đây ha. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn những cái bull giải thưởng, thì các bạn thấy là sẽ có một số cái nó sẽ cho các bạn chơi miễn phí, một số cái thì nó sẽ tính phí bằng cái đồng Premium Agent ha. Thì ở đây thì ban đầu thì các bạn nên chơi những cái mà nó không có tốn phí. Và các bạn thấy được là ở đây nó có 95 cái token Aegon thì các bạn có thể tham gia vào phần này. Và ở đây nhiệm vụ chúng ta rất đơn giản, đó chính là các bạn sẽ câu cá làm sao cho đạt đủ cái số điểm mỗi ngày nó yêu cầu ha. Thì các bạn sẽ có thể là qua chơi những cái ngày tiếp theo và nó sẽ cơ hội xuất hiện ra những cái token ở trong game. Như là ngày đầu tiên thì nó sẽ có cái phần target là số điểm các bạn cần phải có là 100 điểm ha. Thì chúng ta sẽ cố gắng câu những cái con bên dưới nó sẽ có nhiều điểm hơn. Như vậy là mình vừa kiếm được một cái lượng Aegon rồi ha. Nó sẽ có một số con, nó sẽ có những cái đồng token ở trên đầu ấy, thì các bạn cố gắng để mà săn được những con đấy. Và như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn chơi cái tựa game câu cá ở trên hệ sinh thái của Aegon và cách thức để mà chúng ta có thể kiếm được tiền. Và cái việc mà các bạn kiếm token ở trong cái tựa game này nó là không có giới hạn, các bạn có thể chơi được nhiều lần trong một ngày ha. Và các bạn sẽ có những cái lựa chọn như là các bạn sẽ chơi miễn phí nè, hoặc là các bạn sẽ trả phí bằng cái đồng Premium Agent. Thì đây là một cái cơ hội để mà các bạn có thể là săn những cái phần thưởng rất hấp dẫn. Ngoài ra nó sẽ có một số lần nó xuất hiện những cái đồng Aptos ở trong những cái con cá, và các bạn có thể là trúng những cái đồng Aptos đó, các bạn rút về ví, các bạn bán luôn cũng được. Và cuối cùng có một cái tính năng rất là hay ở trong cái dạng Aegon này mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là cái phần referral. Thì các bạn có thể mời bạn bè của bạn vào chơi ở trong dự án Aegon này, và khi mà họ vào chơi miễn phí rồi và họ kiếm được những cái phần thưởng, bạn sẽ nhận được 25% trên những cái phần thưởng mà họ kiếm được. Và việc mà các bạn mời càng nhiều bạn bè vào chơi, các bạn có thể là tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động với lại cái dự án Aegon ha. Việc mà chúng ta chơi game để mà kiếm được phần thưởng như thế này nó rất là hay, và không ai phải bỏ vốn cả. Các bạn chỉ cần thể hiện những cái phần các bạn yêu thích game, các bạn có những kỹ năng chơi game tốt là các bạn đã có thể kiếm tiền với lại Aegon rồi. Như vậy là trong video này thì mình đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách thức để mà chúng ta chơi và kiếm tiền với lại cái dạng Aegon rồi. Thì theo mình đánh giá đây là một cái dạng về NFT game rất là tốt ở bên hệ Aptos, và các bạn có thể là tham gia vào cộng đồng của Gamefinity để mà chúng ta cập nhật những cái tin tức sắp tới của dạng game Aegon. Hoặc là các bạn có thể tham gia vào những cái channel, những cái kênh social media của Aegon để mà các bạn cập nhật thêm. Và ở đây các bạn thấy là cái phần thưởng 130.000 đô là một cái phần nó cũng khá là to, và dự án này họ cũng chỉ mới bắt đầu mainnet trong ngày hôm nay thôi, cho nên là các bạn vẫn còn rất là nhiều cơ hội để mà chúng ta tìm kiếm những cái phần thưởng ở trong cái dự án Aegon này. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái video này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.